Hello, chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ khui hộp và bung một cái công tắc mini giá siêu rẻ mà mình vừa mới mua từ Trung Quốc về. Mình biết tới cái công tắc mini này bởi vì có một bạn chia sẻ ở trong cái group Apple HomeKit Việt Nam. Bạn nói là bạn mua được cái công tắc mà mini mà hỗ trợ meter mà giá chỉ mấy chục nghìn thôi, thì mình cũng tò mò và mình xin được cái link để mua, thì mình cũng đã mua về 10 cái. Lý do tại sao mua hẳn 10 cái bởi vì mua 10 cái thì nó mới rẻ các bạn. Còn nếu mà mua ít ý, tiền ship về Việt Nam nó đắt á, thì thành đắt. Đó. Thì mình mua 10 cái thì ở bên Trung Quốc nó bán cái này thì tầm 50.000. Các bạn nghe không nhầm đâu, nó chỉ 50.000 thôi. Đấy, và khi mà mình mua về đến Việt Nam ấy, cả tiền ship các thứ thì nó vào gần 60.000. Thì tí nữa mình sẽ vứt lên Shopee cho các bạn. Thì chắc là trừ tất cả các chi phí đóng hộp cũng như là cái phí của bọn Shopee đi, thì có thể mình sẽ bán cho các bạn 70-80 nghìn, tức là bán mình chỉ lấy cái tiền mình ship về thôi, mình share cho các bạn. Nếu mà bạn nào thích mua thì có thể lên trên đấy mua. Bây giờ mình sẽ bung cái công tắc này ra để xem bên trong xem nó như thế nào và tại sao nó lại rẻ như vậy. Thì trước tiên thì mình sẽ cho các bạn xem một ít thông số về cái công tắc mini nhé. Thì cái này nó cũng giống như các cái công tắc mini khác thôi, tức là loại loại một kênh các bạn. Công suất bản mình mua là 10A, nó có bản 16A nhưng mà mình nghĩ là những cái công tắc kiểu như này chúng ta dùng loại 10A là hợp lý rồi, tại vì chúng ta sẽ sử dụng cái này chủ yếu là để điều khiển những cái đèn cầu thang các thứ ấy, hoặc là những cái vị trí nào 10A là hợp lý. Còn nếu mà sử dụng bình nóng lạnh ấy, mình khuyên các bạn không nên sử dụng những cái loại rẻ tiền như này. Hoặc là nếu các bạn muốn dùng ấy thì các bạn có thể kết nối qua cái khởi động từ, thì 10A là quá thừa sức, tức là chúng ta nên mua những cái bản 10A này thôi. À, thì thông số của nó sẽ là cái mô đồ của nó là B9 và hỗ trợ Wi-Fi chuẩn BGL 2,4 GHz. Thế thôi, còn điện áp sử dụng là 100 đến 240V, 50 60 MHz, hertz thì đều sử dụng được. Đó. Rồi, và nó chỉ có hỗ trợ meter thôi nhá. Có nghĩa là anh em dùng những cái nền tảng nhà thông minh mà hỗ trợ meter thì là chơi ok. Thì meter bây giờ nó quá thông dụng rồi. Bây giờ nhà thông minh mà không có meter thì là thuộc dạng là lạc hậu rồi đấy. Đã chơi smart home bây giờ là phải chơi meter chứ anh em, đúng không? Rồi, cái quyển sách hướng dẫn của nó thì chả có cái mẹ gì đâu. Nó chủ yếu là hướng dẫn chúng ta cách cái lối meter thôi, mà meter thì nó dễ quá rồi, cần gì phải hướng dẫn nữa. Rồi. Thì đấy, đây là cái công tắc mini của chúng ta, một kênh này, nó sẽ giống như là những công tắc khác trên thị trường, một kênh. Nó sẽ có chân S1, S2 để chúng ta nối ra những cái công tắc cơ để điều khiển. Rồi là L in, L out. Đó. Bên cạnh này thì nó sẽ có một cái meter, code meter. Đó. Cái thiết kế của nó thì khá giống với cái công tắc của mini này của bọn Tuya ấy. Nhưng mà cái này nó không dùng với Tuya nhé, nó chỉ meter thôi. Bây giờ mình sẽ tháo xem như nào. Nó có mấy cái chốt ở đây anh em ạ. Mình tháo đây không biết là có hỏng cái main không. Có mấy cái chốt đây thôi. Chúng ta cậy chặt phết. Rồi, ra rồi. Rồi, ok. Đã tháo ra. Đây, cho các bạn xem ruột gan của cái thằng này xem là có cái gì. Đây, nó sẽ sử dụng một cái con chip. Mình thấy có cái chữ XHCB2S. Để tí nữa tra trên mạng cho nó là cái gì. Đấy. Sau khi mà tra cái mã của cái module Wi-Fi này trên mạng thì mình tra được ra đây là cái module mà nó sử dụng cái chip là BK7231N. Đó. Xung nhịp 120 MHz, 20 flat. Con này thì thường hay sử dụng trên các cái thiết bị của Tuya đây. Và con này thì nó hỗ trợ meter luôn. Cũng hỗ trợ cả Bluetooth luôn. Nói chung là con này sử dụng chip giống như bọn Tuya các bạn. Ừ. Có cả Bluetooth. Đó. Rồi, đó là về cái con modem Wi-Fi. Còn cái relay thì chúng ta sẽ có một cái relay có cái tên là có cái mã là DH3F để mình tra luôn xem nó như nào. DH3F. Con relay này của Hongfa các bạn. Hongfa thì cũng khá là ngon rồi. Đồ của Hongfa thì ok. Đó, tức là module Wi-Fi thì nó sử dụng giống của bọn Tuya, còn relay thì Hongfa 10A.
16A ở 125V. Còn các cái linh kiện khác bên này thì là cái mạch nguồn cấp trước của nó thôi. Đấy, nó sẽ hạ áp xuống cho cái relay này và cái module wifi này sử dụng, thành điện một chiều cho cái relay và wifi sử dụng. Thế thôi. Nói chung là về phần cứng con này ấy, thì mình nghĩ là nó bê y nguyên của bọn Tuya sang, tức là các cái thiết bị của Tuya nó bê y y xì phóc luôn, kể cả cái vỏ này nhìn giống y hệt. Thực chất nó là một cái con module wifi mini của Tuya thôi, nhưng mà nó chạy lại firmware để cho nó có meter. Đấy. Thì do là cái con chip này nó chạy được, nó hỗ trợ meter, nó có cả bluetooth cái thứ mà. Rồi thế thôi, nói chung là với tầm giá mấy chục nghìn thì không thể đòi hỏi thêm gì ở cái tầm giá này. Tất nhiên là nhìn các cái mạch nguồn cái thứ của nó khá là sơ sài, nhưng mà như này ok rồi. Nếu mà với tầm giá này thì quá quá tốt rồi, thậm chí mình thấy nó còn rẻ hơn cả đồ của Tuya rồi. Rồi, mình vừa mới cấp điện cho cái con công tắc mini này. Đó, các bạn thấy là nó chạy rồi. Bây giờ mình sẽ áp nó vào qua cái meter này. Đấy, thì nó hỗ trợ meter nên là nó quá dễ. Để mình cài đặt, mình đơn giản là mình chỉ cần scan mỗi cái accessory, mình scan cái code này thôi là nó sẽ xong. Nó hiện ngay lập tức, nó hiện out led rồi này. Để test thử, con nick thử và xem như nào. Đấy, nó hiện chữ add thing to home này. Đang áp vào rồi đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ chọn cái phòng thôi. Đấy. Bởi vì là hỗ trợ meter mà, nên là cái việc mà áp vào nhà thông minh của chúng ta nó quá dễ. Nên là anh em nào mà đang dùng nhà thông minh ấy, bây giờ mà vẫn còn chưa có meter thì nó bắt đầu lạc hậu rồi đấy. Meter làm cho mọi thứ đơn giản và dễ dàng hơn cực kỳ. Đây, đã xuất hiện này, các bạn nhìn thấy chưa? On off pop này, đúng không? Đó, lên ngay. Đó. Chạy rất là mượt. À, thông số của cái con này ở trên Apple Kit ấy, thì cũng cho thấy là cái meter này nó là meter có chứng chỉ các bạn nhé. À, tức là hãng này họ cũng mua chứng chỉ của Apple hay sao ấy. Đấy, nên là nó không bị báo cái lỗi là không có chứng chỉ. Đấy, nó như một cái đồ meter xịn luôn chứ không phải là DIY. Thì quá tốt đúng không? Nhưng mà ở bên dưới này chúng ta sẽ thấy có cái serial number thì nó không hiện này. Đấy, wifi nó hiện luôn. Bên dưới là cái mạng nhà mình như nào. Đấy, thì khá ổn. Con này thì chẳng có chức năng gì đặc biệt cả, nó chỉ có mỗi on off thôi. Bây giờ mình sẽ thử add thêm cái switch này sang một cái nền tảng nhà khác. Xem là như nào. Bây giờ mình sẽ turn on cái chế độ pair của nó lên nhé. Mình sẽ vào Apple Kit, mình turn on pair mode này, mình thử add sang cái thằng deco của TP-Link xem như nào. Đấy, có cái setup code đây, mình sẽ copy cái code này. Mình thử sang cái thằng deco của mình add thử vào xem nào. Đấy, mình sẽ add thêm vào đây. Add device. Meta thử, mình add thử vào cái router mình xem nha. Không có cái code thì mình sẽ điền cái số. Đó. Thử xem nó có dùng được không. Đấy, được luôn này các bạn này. Đấy, nhận luôn một cái phụ kiện này. Rồi, nhận add được vào rồi này. Từ từ để mình xem nào. Đấy. Ok, mình sẽ để phòng này, office để xem như nào. Rồi, bây giờ sẽ thử điều khiển nó ở trên cái deco là xem được không. Đấy, được luôn các bạn. Đấy, nghe tạch phát luôn này. Ồ, nhanh phết. Rồi, thế là khá ngon này đúng không? Đó. Bên trong này nó có cái gì? À, nó cũng như thế thôi. Firmware nó còn hiện là test vision đây này. Đó. Handware các kiểu. Đó. Nhưng mà bên HomeKit thì lại có chứng chỉ các bạn nhé. Đó, thì với cái giá có mấy chục nghìn mà chúng ta có một cái công tắc mini kiểu như này thì cũng khá ổn. Mua về để làm mấy cái việc đơn giản cũng được. Tất nhiên là những cái việc quan trọng là anh em không nên sử dụng những cái đồ rẻ tiền như này, nhưng mà những cái vị trí đơn giản không cần cái công suất lớn thì anh em dùng cái này cũng ổn đúng không? Mà quan trọng là nó rất là rẻ, thì anh em nào ấy mà thích mua ấy, mình sẽ để cái công tắc này lên trên Shopee để anh em có thể mua. Mình cũng chỉ có vài cái thôi.
Nếu mà anh em muốn mua thêm thì anh em nhắn mình có thể mình nhập thêm cái này và mình share lại cho anh em. Rồi, thì cái video về cái công tắc mini giá siêu rẻ này đến đây là kết thúc. Mình hy vọng là cái video này nó hữu ích với các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.